Lúc chúng ta đi bộ, có thể mỗi bước niệm một danh hiệu: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, vân vân. Ngồi trên xe buýt công cộng cũng có thể nhắm mắt niệm Phật. Lúc lái xe cũng có thể vừa lái vừa niệm Phật. Vì sao? Vì điều quan trọng nhất đối với chúng ta chính là câu Phật hiệu. Đó gọi là thế gian đều hư giả, chỉ có Phật là chân thật. Vậy thì chúng ta cần gì chú ý đến ánh mắt khác lạ của người khác? Đương nhiên người xuất gia thì tương đối thuận tiện hơn, có thể ngồi ngay ngắn nhắm mắt lần tràn hạt niệm Phật. Nếu là chúng tại gia, mặc đồ tây, thắt cà vạt, cũng ở các nơi đó ngồi ngay ngắn nhắm mắt lần tràn hạt niệm Phật, thì mọi người sẽ cảm thấy quái lạ. Nhưng mà thái độ ấy trở nên nặng hay nhẹ này có thể do chính mình chọn lựa. Nếu bạn đã có lòng thì có thể không màng đến thái độ của người khác. Đây hoàn toàn là việc không cần có sự thỏa hiệp, không cần phải chiều theo ý thích của ai. Tóm lại, bất luận là lúc nào, nơi nào cũng có thể một lòng niệm Phật, niệm niệm không rời. 21. Nếu ra hạng hạ căn cực ác để nói lên pháp cực thiện tối thượng, vì trong pháp môn tịnh độ, pháp thì rất dễ tu, nhưng lợi ích thì có thể đạt đến niết bàn vô thượng. Trong chương 11, tán thán niệm Phật trong tuyển trạch bản nguyện niệm Phật tập, Pháp Nhiên Thượng Nhân có nói: hạ phẩm hạ sanh là hạng người tạo trọng tội ngũ nghịch, nhưng để có thể trừ diệt tội nghịch, đó là điều ta không làm nổi. Chỉ có sức niệm Phật mới có thể diệt được trọng tội. Thế nên mới vì hạng người hạ căn cực ác để nói pháp cực thiện tối thượng. Đoạn văn này đã nêu lên công năng siêu tuyệt của việc niệm Phật, có thể diệt tội nặng cực ác. Nếu xét về căn cơ chúng sanh, tuy thiên sai vạn biệt, nhưng chung quy chỉ có bốn loại. Một nhỏ, lợi căn không tạo tội nghịch như ngài A Nan vân vân. Hai nhỏ, độn căn không tạo tội nghịch như ngài Bàn Đạt vân vân. Ba nhỏ, lợi căn tạo tội nghịch như A Xà Thế vân vân. Bốn nhỏ, độn căn tạo tội nghịch như chúng sanh hạng hạ phẩm vân vân. Nếu xét về số lượng pháp môn, tuy là có 84.000, nhưng cũng có thể gom chung lại thành bốn loại. Một nhỏ, thù thắng mà không dễ dàng như Hoa Nghiêm, Thiên Thai, Thiền Tông, Mật Tông. Hai nhỏ, dễ dàng mà không thù thắng như Tịnh Độ, Yếu Môn. Ba nhỏ, không thù thắng cũng không dễ dàng như Tiểu Thừa, A Hàm. Bốn nhỏ, vừa dễ dàng lại vừa thù thắng như niệm Phật Hoàng Nguyện. Vì hạng người hạ căn cực ác để nói pháp cực thiện tối thượng, chính là làm sáng tỏ được bản hoài xuất thế của Đức Phật. Người thì gọi là hạng hạ căn cực ác, tức là người tạo tội ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp. Đây là nêu rõ tướng chân thật của căn cơ. Pháp thì gọi là pháp cực thiện tối thượng, tức là pháp niệm Phật. Đây là nói rõ tướng chân thật của pháp. Hai loại cơ và pháp này đã thắp sáng được tông tịnh độ, trở thành ngọn đèn rực rỡ hoàn hảo nhất của Phật pháp, là tông yếu của ba kinh tịnh độ nói riêng và là bản hoài trong toàn bộ kinh điển của Phật giáo nói chung. Phần tựa trong Đại Kinh có nói: Như Lai dùng lòng đại bi vô tận để yêu thương ba cõi, cho nên mới xuất hiện nơi thế gian xiển dương đạo giáo, mong cứu độ quần mê, ban cho chúng sanh lợi ích chân thật. Xiển dương đạo giáo tức chỉ cho toàn bộ kinh điển. Bản hoài của toàn bộ kinh điển đó là mong cứu độ quần mê, ban cho chúng sanh lợi ích chân thật. Quần mê tức là tướng chân thật của căn cơ, cũng chính là hạng ngũ nghịch, bán pháp, xiển đề. Lợi ích chân thật tức là tướng chân thật của pháp, cũng chính là việc niệm Phật giảng sanh. Chúng sanh hạ phẩm hạ sanh, ở đây nói rõ, trong tất cả chúng sanh, đây là hạng căn cơ chậm lục nhất, nghiệp ác nặng nề nhất. Trong lúc lâm chung, không còn con đường nào khác, cũng không có cách nào cứu được. Lý luận Phật pháp thì sâu xa,
pháp môn lại nhiều, nhưng tổ sư đã gom lại thành hai môn: Thánh Đạo Môn và Tịnh Độ Môn. Nếu muốn dùng Thánh Đạo Môn để diệt trừ tội ngũ nghịch thì nhất định phải là hàng lợi căn, pháp môn phải thù thắng, thời gian phải đủ nhiều. Ba điều cơ, pháp, thời phải kế hợp với nhau mới có thể làm cho người ấy hồi tâm tu hành mà diệt trừ được tội ngũ nghịch. Còn đối với pháp chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà của Tịnh Độ Môn, thì dù cho đụng căn hay lợi cơ, tội nặng hay nhẹ, thời gian lâu hay mau, chỉ cần xưng danh thì đều có thể tiêu tội, đều có thể giảng sanh. Hơn nữa, niệm Phật mới là lợi ích thực sự. Như Đại Kinh có nói, phải biết người này được lợi ích lớn, tức là đầy đủ công đức vô thượng. Điều này đã chứng minh, hễ giảng sanh cực lạc thì có thể chứng được niết bàn vô thượng. Các pháp môn khác của Thánh Đạo Môn đều cần có năng lực tu hành tinh tấn bất thoái, hoàn toàn dựa vào công phu tự lực. Riêng pháp môn niệm Phật, dù là căn cơ và công đức lợi hay độn, hoặc chẳng phải lợi hay độn, chỉ cần nương vào nguyện lực của Phật A-di-đà là được. Cho nên Đại sư Thiền Đạo có nói, trên đến trọn đời, dưới đến 10 niệm, nhờ nguyện lực Phật nên điều giảng sanh, nên gọi là dễ. Trên đến trọn đời, dưới đến 10 câu, 1 câu, vân vân, nhờ nguyện lực Phật nên dễ giảng sanh. Xét về hạ phẩm hạ sanh thì, về căn cơ họ là hạng độn căn, về tội họ phạm vào ngũ nghịch, về pháp thì niệm Phật vừa dễ dàng lại vừa thù thắng. Chỉ có pháp môn này mới có thể cứu căn cơ này. Nếu căn cơ này mà không gặp pháp môn này thì sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ, chẳng biết khi nào mới ra khỏi. Do đó, Thượng Nhân Nguyên Tín mới nói, kẻ tội ác cực trọng, không còn đường nào khác, chỉ cần xưng Di Đà, liền giảng sanh cực lạc. Nước trên núi cao có thể tuôn chảy xuống tận đáy vực sâu, pháp môn tối thượng ắt cứu được căn cơ cực ác. Thế mới nói, trong pháp môn Tịnh Độ, pháp thì rất dễ tu, mà lợi ích thì có thể đạt đến niết bàn vô thượng. 22. Nói rõ sự cứu độ từ bi của Phật A Di Đà, căn cơ cực thấp, tức là hạng người cực ác, căn cơ cực thấp. Phương pháp cực dễ, nghĩa là cho đến pháp 10 niệm, nhưng lợi ích lại rất cao, đó là lợi ích vãng sanh thành Phật. Sự cứu độ từ bi của Phật A Di Đà lấy gì làm tiêu chuẩn, định mức khởi điểm là từ đâu? Căn cơ cực thấp, căn cơ cứu độ được tính từ căn cơ thấp nhất làm khởi điểm. Thấp đến mức nào? Đến mức thấp nhất là hạng cực ác, đến mức là căn cơ ngũ nghịch, thập ác, bán pháp, xiển đề. Căn cơ thấp kém như vậy mà cũng có thể được cứu độ thì huống gì là chúng sanh khác? Do đó Đại sư Thiện Đạo có nói, nhờ nguyện lực Phật mà hạng ngũ nghịch, thập ác được tiêu tội giảng sanh, hạng bán pháp, xiển đề, hồi tâm đều được về cực lạc. Bán pháp, xiển đề cùng thập ác, hồi tâm niệm Phật tội đều tiêu. Tất cả hàng phàm phu tội ác còn được tiêu tội, được Phật nhiếp dẫn vãng sanh, huống gì bậc thánh nhân nguyện sanh mà không thành tựu hay sao? Phương pháp cực dễ, phương pháp Phật A-di-đà cứu độ chúng sanh dễ đến mức không có gì so sánh được. Đó chính là pháp cho đến 10 niệm, nghĩa là căn cơ hạ phẩm hạ sanh cũng có thể làm được. Có thể nói, niệm Phật là phương pháp cực kỳ đơn giản, hết sức dễ dàng, lại rất nhẹ nhàng và vô cùng an lạc. Vì vậy mà Đại sư Thiện Đạo nói, trên trọn một đời, dưới đến 10 niệm, nhờ nguyện lực Phật mà không ai không vãng sanh, cho nên gọi là dễ. Trên đến một đời, dưới đến 10 câu, một câu vân vân, nhờ nguyện lực Phật nên dễ được vãng sanh. Muôn nghìn pháp môn đều giải thoát,
chẳng bằng niệm Phật giảng Tây Phương. Hết thảy thiện nghiệp đều ích lợi, đâu bằng xưng danh hiệu Di Đà. Muôn hạnh hồi hướng đều vãng sanh, một hạnh niệm Phật là trên hết. Danh hiệu Di Đà như kiếm bén, một câu xưng niệm tội liền tiêu. Lợi ích cực cao chính là lợi ích chuyên xưng danh hiệu A-di-đà Phật. Công đức rất thù thắng, rất cao siêu, không gì sánh bằng. Vì sao? Vì có thể vãng sanh thành Phật. Một khi vãng sanh thì vĩnh viễn không còn trở lại trong lục đạo luân hồi nữa. Nỗi khổ luân lạc đời đời từ vô lượng kiếp đến nay đã có thể thấy được điểm dừng trở về quê hương cực lạc, nơi không còn sanh lão bệnh tử, nơi có ánh sáng vô lượng, thọ mạng vô cùng, nơi có sự tồn tại vĩnh hằng, thoát khỏi mọi hệ lụy của thời gian, không gian. Thánh nhân cũng được, phàm phu cũng được, người thiện cũng được, người ác cũng được, một khi đã vãng sanh về thế giới cực lạc thì đều chứng đắc quả vị niết bàn vô thượng. Trong Đại Kinh có dạy, nếu có người nghe được danh hiệu Phật ấy, hoan hỷ vui mừng, cho đến chỉ một niệm thì phải biết người này được lợi ích lớn, đầy đủ công đức vô thượng. Kinh Kim Cang có dạy, nếu tôi thành chánh giác sẽ lấy hiệu là vô lượng thọ. Chúng sanh nghe danh hiệu này đều sanh về cõi nước tôi, được thân kim sắc như Phật, tướng hảo đầy đủ, cũng đem lòng đại bi làm lợi ích cho chúng sanh. Đại sư Thiện Đạo nói, sáu phương Như Lai hiện tướng lưỡi, làm chứng xưng danh về Tây Phương. Hoa nở chính tai nghe diệu pháp, thập địa nguyện hạnh tự tỏ tường. Trong uốn quay nghi thường thấy Phật, đi đứng ngồi nằm thần thông hiện. Lục thức tung hoành tự nhiên ngộ, chẳng thể suy lường công một niệm. Đại sư Pháp Chiếu nói, thập ác ngũ nghịch cùng ngu nhân, mãi mãi trầm luân chốn lục trần. Một niệm xưng danh Di Đà hiệu, về Tây thảy đồng pháp tánh thân. 23. Nói rõ tam nghiệp vô công, toàn nhờ Phật lực, tuyệt đối tha lực, chẳng chút tự lực, danh hiệu tự vận hành, xưng danh thành tựu. Các câu trên đều là những danh từ chuyên môn, chủ yếu là để nêu lên nét đặc sắc của pháp môn tịnh độ. Tam nghiệp vô công, ba nghiệp chính là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Hành vi của con người nói chung chỉ có ba loại: thân tác động, miệng nói năng, tâm suy nghĩ. Có hành vi là có nghiệp, ba loại này gọi là tam nghiệp. Vì sao nói tam nghiệp vô công? Thứ nhất, khẩu nghiệp vô công. Hạng người hạ phẩm hạ sanh, thiện tri thức bảo người ấy niệm Phật, người ấy liền niệm theo. Thế nhưng người ấy đang trong tình huống hoảng loạn mà niệm theo, chứ không hề biết bản thân mình đang niệm cái gì. Không phải như chúng ta bây giờ, có tâm tịch tỉnh, lại rảnh rang, niệm Phật từng câu từng chữ rõ ràng, có tiếng khánh, tiếng mõ hùng hồn. Cho nên, đối với hạng người hạ phẩm hạ sanh mà nói, khẩu nghiệp của người ấy dường như không còn một chút công năng gì. Thứ hai, thân nghiệp vô công. Xét về hành vi của thân thể thì rõ ràng là người ấy đang nằm dài trên giường bệnh chịu đau khổ, thân không ngừng tan hoại, thực chất không thể dựa trên thân thể đau đớn này để lễ Phật tu hành, thậm chí còn không có cách nào chắp hai tay lại. Cho nên nói đến thân nghiệp thì người ấy hoàn toàn không còn năng lực. Thứ ba, ý nghiệp vô công. Nếu nói đến ý nghiệp thì người ấy vì bị các khổ dày xéo, trong tâm hoảng loạn sợ hãi, đau đớn bất an, không có cách gì yên ổn, định tĩnh để tư duy rõ ràng về công đức của Phật A-di-đà, hay nhớ đến danh hiệu Phật A-di-đà. Trong kinh nói, người ấy bị khổ bức bách, không rảnh đi niệm Phật, chính là nói đến trạng thái nghiệp thức mịt mờ, lục thần vô chủ này. Thế nên ý nghiệp của người ấy cũng không còn chút công năng gì. Tuy miệng người ấy xưng danh hiệu Phật A-di-đà theo thiện tri thức, nhưng trong ba nghiệp thân, khẩu, ý thì ý nghiệp làm chủ. Mà ý nghiệp đã mất hết công lực thì khẩu nghiệp của bản thân cũng không còn công năng tác dụng.
Tuy miệng xưng từng câu danh hiệu Phật, âm thanh này dù phát ra nhưng cũng chỉ như người say trả lời, như kẻ mớ trò chuyện, như con vẹt học nói, như tiếng vọng trong hang mà thôi. Vậy thì có thể nói các âm thanh phát ra đó có công dụng gì không? Do đó mà nói, ba nghiệp của người ấy hoàn toàn không có công năng. Tiếng niệm Phật của người ấy tựa như một người không biết bơi đang rơi xuống biển lớn, trong chớp mắt sẽ bị chết chìm. Người ấy mới dốc toàn lực kêu cứu. Người như thế thì gặp được thứ gì liền dơ thứ ấy, chỉ mong có thứ có thể cứu thoát mình mà thôi. Lúc đó tiếng kêu cứu của người ấy là phát xuất từ nội tâm và sự chí thành khẩn thiết. Tâm đó được gọi là chí tâm. Thời khắc đó người ấy chỉ có tâm khẩn thiết mong được cứu mà thôi. Đạt được bằng cách nào người ấy chắc chắn không biết. Người ấy chỉ muốn nắm lấy. Một tấm dán lớn cũng nắm lấy, một tấm dán nhỏ cũng bám chặt. Chỉ cần thấy thứ gì thì thứ đó chính là chỗ nương tựa trọn vẹn của người ấy. Người niệm Phật như vậy thì hoàn toàn không biết danh hiệu Phật này có công năng gì, cũng không biết niệm Phật có kết quả gì. Chỉ cần người khác bảo niệm thì người ấy niệm theo trong hoảng loạn. Thế nên như trong văn kinh nói, người ấy bị khổ bức không rảnh để niệm Phật. Có thiện tri thức bảo, nếu ông không thể niệm Đức Phật kia thì nên xưng danh Phật vô lượng thọ. Đó chính là chí tâm như thế khiến âm thanh chẳng dứt, đầy đủ bười niệm, xưng Nam Mô A Di Đà Phật. Đại sư Thiện Đạo giải thích hai đoạn văn kinh này là thất niệm xưng danh, rằng thiện tri thức biết người ấy bị khổ mà mất chánh niệm, nên chuyển dạy miệng xưng danh hiệu Di Đà. Thất niệm xưng danh nghĩa là vì quả báo tạo ác nên khi mạng chung bị khổ bức bách. Nếu gặp được thiện tri thức dạy, ngay lúc thân khổ tâm loạn mà xưng danh niệm Phật. Do đó hạng tội nhân suốt đời tạo ác mà xưng danh đầy đủ 10 niệm cũng được tiêu trừ 80 ức kiếp tội sanh tử và giảng sanh tịnh độ Cực Lạc. Ngay lúc khổ chết bức bách, tâm ý hoảng loạn cùng cực, ý nghiệp mất đi năng lực tâm niệm, tức là đối với danh hiệu cực kỳ đơn giản cũng không thể hiện lên rõ ràng trong ý nghiệp, như Đại sư Thiện Đạo giải thích. Tội nhân bị nỗi khổ chết bức bách, không có cách gì niệm danh hiệu Phật. Lúc này thiện tri thức mới bảo người ấy xưng danh hiệu Phật. Người ấy cũng từng tiếng xưng danh theo thiện tri thức. Tuy xưng danh, nhưng trong ý thức của người ấy cũng không hiểu được lòng từ bi của Phật A-di-đà, mà chỉ đầy ắp sự hoảng loạn, cấp bách, không còn chọn lựa nào khác, chỉ niệm từng tiếng theo thiện tri thức một cách máy móc mà thôi. Nếu không phải như thế, thì không phải là thất niệm, cũng chẳng thể nói đó là thất niệm xưng danh. Chúng ta xem kỹ ba phẩm hạ sanh trong Quán Kinh, thì sẽ thấy ba phẩm đều làm nổi bật tác dụng công đức của câu danh hiệu. Nói rõ xưng danh niệm Phật nhất định giảng sanh, chỉ là khác về gốc độ thứ lớp mà thôi. Nói tóm lại, hạ phẩm thượng sanh hay hạ phẩm trung sanh đều là bộ phận cục bộ, là một mặt của vấn đề để làm phương tiện trình bày vấn đề. Còn hạ phẩm hạ sanh mới là toàn diện vấn đề, mang tính chất kết luận, là sự trình bày một cách rốt ráo chân thật. Đương nhiên, đây cũng là chánh nhân để có hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh, thậm chí có trung phẩm tam sanh, thượng phẩm tam sanh, 13 pháp quán định thiện làm nền, thì mới làm nổi bật được sự tuyệt đối, siêu việt của hạ phẩm hạ sanh. Từ hạ phẩm hạ sanh có thể thấy, sự giảng sanh của hạ phẩm thượng sanh thì đủ cả ba nghiệp. Nghe 12 bộ loại kinh đại thừa thuộc về ý nghiệp, chắp hai tay lại thuộc về thân nghiệp, xưng Nam Mô A Di Đà Phật thuộc về khẩu nghiệp. Hàng hạ phẩm trung sanh nghe thiện tri thức tán thán về oai đức thập lực, thần lực quang minh, ngũ phần pháp thân của Phật A Di Đà, cũng chính là nghe hiểu về danh hiệu cứu độ của Phật A Di Đà. Đó cũng thuộc về ý nghiệp. Hạng hạ phẩm hạ sanh thì chỉ cần khẩu nghiệp xưng danh Phật,
Tuy có khẩu nghiệp, nhưng xét lại, thực chất loại khẩu nghiệp của hạng hạ phẩm hạ sanh trong tình cảnh đó cũng giống như kiểu nói mớ trong mộng, xưng danh niệm Phật theo thiện tri thức một cách máy móc, không có ý thức, hoàn toàn không phải phát xuất từ sự minh mẫn, có ý thức, có năng lực phán xét của bản thân để mở miệng xưng niệm danh hiệu Phật. Do đó, đã là thất niệm, tức là mất đi công năng của ý nghiệp, thì tự nhiên cũng mất đi công năng của khẩu nghiệp, nên nói tam nghiệp vô công là vậy. Tuy miệng có xưng danh, nhưng tam nghiệp lại vô công. Tam nghiệp vô công mà niệm Phật cũng có thể giảng sanh, chứng tỏ công đức, công năng giảng sanh không phải xuất phát từ phía chúng sanh mà hoàn toàn từ phía Phật Di Đà. Chỉ cần xưng niệm danh hiệu Phật Di Đà thì công đức, danh hiệu và năng lực bản nguyện Phật tất nhiên sẽ khiến cho chúng sanh sắp đọa vào địa ngục này được giảng sanh về cực lạc. Đây chính là toàn nhờ sức Phật, tuyệt đối tha lực, không chút tự lực, cũng chính là danh hiệu độc dận, xưng danh độc đạt. Thế nào là danh hiệu độc dận, xưng danh độc đạt? Đó là một phương pháp thực hành dễ dàng mà Phật A-di-đà đã thành tựu cho chúng ta. Chính là chỉ cần xưng danh thì có thể giảng sanh. Đó cũng là nét đặc sắc của tông Tịnh Độ, bản nguyện xưng danh. Bản nguyện xưng danh chính là tam nghiệp vô công, toàn nhờ sức Phật, không nhờ vào sự tạo tác của chúng sanh, cũng không nhờ vào công đức, công phu của chúng sanh để giảng sanh, hoàn toàn không nương vào những điều này. Chỉ cần chúng ta xưng danh niệm Phật thì tự thân công đức danh hiệu có thể tự nhiên khiến cho chúng ta giảng sanh về thế giới cực lạc. Chỉ cần xưng danh niệm Phật thì tự động việc xưng danh cũng đủ khiến chúng ta đến thế giới cực lạc. Đây chính là danh hiệu độc dận, xưng danh độc đạt. Cũng như con vẹt, đâu biết gì về công đức, công năng của câu danh hiệu này, cũng đâu biết cái gì là tính, nguyện. Do đó mà ý nghiệp vô công. Nó cũng không giống chúng ta, có thể lễ Phật, bái Phật hoặc là chắp tay, cho nên thân nghiệp vô công. Loài này cũng chỉ dựa vào miệng, bắt chước niệm Phật theo con người một cách máy móc, một cách vô ý thức mà thôi, chớ đâu có công phu gì. Thế nhưng làm vậy mà cũng có thể khiến cho tội sanh tử của nó được tiêu trừ, được giảng sanh về thế giới cực lạc. Vậy thì dựa vào điều gì? Hoàn toàn là dựa vào năng lực của câu danh hiệu này. Nếu con vẹt này chỉ nói xin chào, chào buổi sáng, cảm ơn, xin lỗi thì có thể giảng sanh không? Không. Cho nên có thể thấy sự giảng sanh của nó hoàn toàn nhờ câu Phật hiệu này mới có năng lực tuyệt đối như vậy. Cũng như chúng ta muốn đi từ bờ này đến bờ kia, chỉ cần ngồi lên thuyền thì chiếc thuyền này có thể tự nhiên đưa chúng ta an ổn từ bờ bên này đến bờ bên kia. Chúng ta có cần chèo giúp chiếc thuyền không? Không cần. Có cần giúp việc gì khác không? Không. Chúng ta chỉ cần ngồi yên ổn trên thuyền là được. Thuyền đại nguyện sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật cũng giống như vậy. Chúng ta chỉ cần dựa theo căn cơ của mình mà thành thật niệm Phật thì có thể đi bến khổ ta bà đến bờ vui niết bàn cực lạc. Thế nào gọi là thành thật niệm Phật? Nếu một mặt niệm Phật, một mặt lại tham thiền, rồi tu mật, rồi trì chú, rồi nương theo các công đức tu hành khác, như vậy có phải là thành thật không? Không. Thành thật niệm Phật tức là chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà, không tạp tu, không tạp hạnh, cũng không ham nghĩa lý huyền diệu cao xa. Biến mình thành người ngu, cái gì cũng không biết, niệm Phật không một chút ngần ngại. Bất luận là ở đâu, lúc nào, duyên gì cũng dốc hết sức có thể. Hãy nghĩ đến là niệm Phật, mở miệng là niệm Phật, trao dồi thói quen niệm Phật mọi lúc mọi nơi. Xưng danh hiệu Phật A-di-đà một cách thuần nhất, như thế mới được gọi là thành thật niệm Phật. Giả lại, chúng ta căn cơ nào thì cứ đúng theo căn cơ đó mà niệm Phật, đây mới gọi là thành thật. Nếu là người tại gia thì dùng thân phận tại gia để niệm Phật,
Không cần phải nói, tôi là cư sĩ tại gia, nhưng muốn theo học theo người xuất gia, nhất định phải ở trong chùa thì mới niệm Phật. Đây không phải là thành thật. Chúng ta là phàm phu, còn nhiều tham sân si vọng tưởng tạp niệm, thì cứ đem thân phận này để niệm Phật, đó mới gọi là thành thật. Nếu thân là phàm phu mà lại muốn trèo cao lên thánh cảnh, muốn bắt chước bậc A-la-hán, Bồ-Tát, học đòi người có căn cơ lanh lợi để niệm Phật, thì đó chẳng phải là người thành thật rồi, bởi căn bản là không làm nổi. Thế nên chúng ta mang thân phận gì, căn cơ nào, thì cứ đem thân phận đó, căn cơ đó để niệm Phật. Tại gia thì cứ tại gia niệm Phật, xuất gia thì cứ xuất gia niệm Phật. Bất luận là có tạp niệm hay không có tạp niệm, tâm thanh tịnh hay không thanh tịnh, tất cả đều không đặt thành vấn đề. Chỉ cần niệm Phật thì nhất định được giảng sanh về thế giới Cực Lạc. Sự cứu độ của Phật A-di-đà là sự cứu độ vô điều kiện. Chẳng phải dùng trì giới niệm Phật mới giảng sanh, cũng chẳng phải dùng thiền định niệm Phật công phu thành phiến mới được giảng sanh, cũng chẳng phải dùng trí tuệ niệm Phật, thâm nhập kinh tạng, quảng học đa văn mới giảng sanh, cũng chẳng cần phải phát tứ hoằng thệ nguyện niệm Phật mới được giảng sanh. Chúng ta giảng sanh đều nhờ vào nguyện lực của Phật A-di-đà, dựa vào sức Phật trong câu danh hiệu này. Chỉ cần niệm Phật thì được giảng sanh. Cho nên, sự giảng sanh của chúng ta hoàn toàn dựa vào nguyện lực trong bản nguyện của Phật A-di-đà. Vừa rồi, chúng ta có đề cập đến vấn đề chẳng phải dùng trì giới niệm Phật mới giảng sanh. Mọi người cũng nên hiểu rõ điều này. Không nên nghe rồi lại cho rằng đó là sự phản đối việc trì giới, bài xích trì giới và nhấn mạnh việc phạm giới niệm Phật. Có phải vậy không? Thưa không. Chúng ta nói như vậy là vì dựa vào chánh nhân giảng sanh mà nói. Tư lương công đức giảng sanh nằm trong câu danh hiệu này. Trì giới hay phá giới, thanh tịnh hay không thanh tịnh, chỉ cần niệm Phật thì nhất định giảng sanh. Đây chính là chánh nhân giảng sanh. Thế nhưng, đối với một người học Phật, niệm Phật, thì có cần tùy phần tùy sức để trì giới không? Đương nhiên là cần. Nếu không có thái độ căn bản như thế, thì đâu được gọi là người học Phật. Cho đến việc thiền định niệm Phật, trong lúc chúng ta niệm Phật, đương nhiên là hết lòng không để vọng tưởng, tạp niệm khởi lên, để tâm niệm danh hiệu Phật được thanh tịnh, được an tường, định tĩnh, bình yên. Tạp niệm càng ít thì thần thanh khí nhã, tâm tư hoan hỷ, tự nhiên vọng tưởng tạp niệm thô không còn, chỉ còn lại vọng tưởng tạp niệm vi tế. Lúc đó cũng có thể cảm nhận được pháp hỷ tịch tỉnh. Thế nên những vấn đề như chẳng cần trì giới, thiền định để niệm Phật mà chúng ta đã nói trên đều là căn cứ vào chánh nhân giảng sanh, công đức tư lương giảng sanh mà nói. Điểm đặc sắc của tông Tịnh Độ chính là bản nguyện xưng danh, chứ không phải là tam học niệm Phật, cũng chẳng phải là lục độ niệm Phật, mà là xưng danh niệm Phật. Việc xưng danh niệm Phật mới là phù hợp với sức bản nguyện của Phật A-di-đà. Sức bản nguyện của Phật A-di-đà chính là Phật lực, có thể giúp chúng sanh niệm Phật đều được giảng sanh về thế giới Cực Lạc. Dù cho họ không giữ đủ năm giới, khó tránh khỏi vọng tưởng, tạp niệm, không thể công phu thành phiến. Dù cho họ không có học vấn, không tu tập tam học, lục độ, thì niệm Phật cũng đều được giảng sanh. Bởi vì giảng sanh không phải là dựa vào sức của chúng ta, mà là dựa vào câu vạn đức hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Tự thân câu danh hiệu A Di Đà Phật này đã đầy đủ công đức tiêu trừ tội sanh tử của chúng ta, đầy đủ công đức vượt thoát tam giới lục đạo mà giảng sanh về thế giới Cực Lạc, đầy đủ công đức đến thế giới Cực Lạc có thể nhanh chóng thành Phật. Vì thế nên mới có thể làm cho bất kỳ chúng sanh nào, căn cơ nào cũng đều được bình đẳng vô điều kiện giảng sanh về thế giới Cực Lạc Niết Bàn. Đây chính là bản nguyện xưng danh.
Câu danh hiệu A-di-đà Phật được tôn xưng là giảng đức hồng danh, chứng tỏ rằng việc giảng sanh thế giới cực lạc với việc chúng ta có trí tuệ hay không chẳng hề có liên quan, cũng chẳng can hệ gì đến việc chúng ta có học vấn hay không, cũng chẳng liên quan đến việc chúng ta là người thiện hay người ác. Thế thì việc giảng sanh liên quan đến điều gì? Đó chính là sự chuyên xưng danh hiệu Phật. Có học vấn cũng được, có trí tuệ cũng được, thâm nhập kinh tạng cũng được, đều là để chúng ta hiểu được rằng chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà thì nhất định giảng sanh về tịnh độ của Phật A-di-đà, hoàn toàn do nhất hướng chuyên xưng. Giả sử chúng ta không có học vấn, không thâm nhập kinh tạng, nhưng lại biết được giảng sanh chỉ cần dựa vào câu danh hiệu này, rồi chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà thì cũng được giảng sanh như nhau. Thế nên nếu bây giờ chúng ta đã chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà rồi, thì bất kỳ ai cũng đều có thể giảng sanh về thế giới Niết Bàn cực lạc. Nếu chưa chuyên xưng danh hiệu Phật thì nhất định là tùy duyên tạp thiện, như vậy chỉ e là khó được giảng sanh. Thế nên giảng sanh là toàn nhờ vào Phật lực, tuyệt đối tha lực. Nói Phật lực và tự lực chỉ là tương đối mà nói. Thực ra hạng phàm phu như chúng ta làm gì có năng lực siêu thoát sanh tử luân hồi, cho nên phải dựa vào năng lực của Phật A-di-đà nên mới nói là toàn nhờ Phật lực. Còn tha hay tự cũng chỉ là tương đối. Tha lực là chỉ cho năng lực của Phật A-di-đà, chứ không phải là chỉ cho năng lực của Phật, Bồ-Tát, Thanh Văn, Duyên Giác khác, hoặc là năng lực của pháp môn khác, mà chỉ cho Phật lực của Phật A-di-đà, sức công đức của Phật A-di-đà. Chúng ta chỉ cần xưng danh niệm câu Nam-mô A-di-đà Phật, dựa vào năng lực Phật A-di-đà thì liền có thể đến được thế giới cực lạc. 24. Hiển thị danh hiệu Phật A-di-đà, công đức năng lực, đại lực vô thượng, niệm Phật mới là chân thiện, siêu việt cả định thiện và tán thiện. Câu đại lợi vô thượng là trích từ Đại Kinh. Phần lưu thông trong Đại Kinh, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phó chúc cho Bồ Tát Di Lặc tương lai thành Phật, ngay trong hội Long Hoa phải đem pháp môn niệm Phật của Phật A Di Đà cứu độ chúng sanh để tuyên dương, để cứu độ tất cả chúng sanh được vãng sanh về thế giới cực lạc. Bởi vì niệm Phật là công đức đại lợi vô thượng nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới phó chúc cho Bồ Tát Di Lặc. Đức Phật bảo Di Lặc: nếu có người nghe danh hiệu Đức Phật kia hoan hỷ vui mừng cho đến một niệm, phải biết người này sẽ được đại lợi, tức đầy đủ công đức vô thượng. Dựa vào đoạn kinh này, chúng ta có thể biết được thế nào là công đức đại lợi vô thượng, nghĩa là phải niệm Phật thì mới có thể thành tựu công đức này. Câu danh hiệu này đã đầy đủ vạn đức, có công năng lợi ích lớn, có công năng thành Phật vô thượng, nên mới nói là đại lợi vô thượng. Về sau tổ sư Tông Tịnh Độ như Đại sư Liên Trì, Đại sư Ngẫu Ích, Đại sư Ấn Quang đều có đồng quan điểm đó. Đại sư Liên Trì nói: Di Đà là danh hiệu vạn đức, một khi danh hiệu vừa được xướng lên thì muôn đức vẹn tròn. Đại sư Ngẫu Ích cũng nói: Phật A-di-đà là vạn đức hồng danh, dùng danh hiệu để được công đức không cùng tận. Sáu chữ hồng danh chân pháp giới, chẳng cần phương tiện tự hoành siêu. Đại sư Ấn Quang cũng nói: Phật A-di-đà đã chứng Bồ Đề giác đạo, thì một câu vạn đức hồng danh A-di-đà Phật bao hàm tất cả. Phật A-di-đà là pháp giới tạng thân, tất cả công đức của chư Phật trong mười phương thế giới đã được bao hàm trọn vẹn trong một Đức Phật A-di-đà, như lưới trời đế thích, nghìn hạt châu chiếu nhiếp trong một hạt châu chiếu nhiếp khắp nghìn hạt châu. Nói đến một là nói đến tất cả, không thiếu không dư. Chớ lạ một câu siêu thập địa, nên biết sáu chữ nhiếp tam thừa.
nói đại lợi vô thượng, nhưng thực sự đại lợi hay tiểu lợi cũng đều là tương đối. Vô thượng hay hữu thượng cũng là tương đối. Đại lợi ở đây là chỉ cho lợi ích chân thật, lợi ích thành Phật. Nếu không phải là lợi ích thành Phật thì đó không phải là lợi ích chân thật, cũng chẳng thể nói là đại lợi. Trong Đại Kinh có dạy: Đức Như Lai do lòng đại bi vô tận, thương xót ba cõi nên mới xuất hiện nơi đời. Xiển dương đạo màu là vì muốn cứu độ chúng sanh, ban cho lợi ích chân thật. Lợi ích chân thật đó chính là đại lợi đã nói trên. Trong Tiểu Kinh cũng dạy: Ta thấy lợi ích ấy nên nói lời này. Nếu có chúng sanh nghe những lời này, phải nên phát nguyện sanh về cõi kia. Ta thấy lợi ích ấy là một nửa lợi ích sao? Là lợi ích nho nhỏ sao? Không phải, là đại lợi, là pháp có thể khiến chúng ta lập tức lìa khỏi ba cõi, sáu đường luân hồi sanh tử, là pháp có thể đưa ta vãng sanh về Tịnh Độ Di Đà. Pháp môn này, lợi ích này mới là lợi ích lớn. Nếu chẳng phải lợi ích này thì không thể gọi là đại lợi mà là tiểu lợi. Nghĩa là không phải lợi ích chân thật mà chỉ là lợi ích phương tiện thôi. Vô thượng chỉ cho điều gì? Là chỉ cho việc thành Phật, cũng chính là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề chính là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quả vị Phật là quả vị tối cao. Nếu chẳng phải là việc thành Phật thì đó chỉ là hữu thượng, chứ không phải là vô thượng. Câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật này là vạn đức hồng danh, là công đức đại lợi vô thượng, siêu việt 13 loại công đức định thiện trong Pháp Quan Định Thiện mà Quán Kinh đã nói, cũng siêu việt công đức tán thiện trong Tam Phước. Vì sao? Từ đoạn văn kinh Hạ Phẩm Hạ Sanh, chúng ta có thể thấy rõ điều này. Người hạ phẩm hạ sanh là hạng ngũ nghịch thập ác. Lúc lâm chung, dù một chân vẫn còn ở tại thế gian, nhưng chân kia đã đặt vào địa ngục rồi. Chúng sanh như vậy thì có cách nào có thể cứu được không? Định thiện, tán thiện, tức là bao gồm cả lục độ vạn hạnh. Công đức của lục độ vạn hạnh gom lại cũng không ra ngoài định thiện và tán thiện. Định thiện là nan hành trong nan hành đạo, nghĩa là bậc thượng căn lợi khí cũng chưa chắc tu hành thành tựu. Huống gì là căn cơ hạ phẩm hạ sanh thì càng không cần phải nói. Vậy tán thiện thì thế nào? Lẽ nào căn cơ hạ phẩm hạ sanh có thể tu hành được? Tán thiện là tam phước, tức thế phước, giới phước và hạnh phước. Một nhỏ, thế phước: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Đây là các việc lành của thế gian. Công đức của các việc lành ở thế gian này có thể cứu độ tội nhân hạ phẩm hạ sanh không? Không thể, bởi vì người ấy đã tạo nghiệp tội ngũ nghịch, thập ác. Thế nhưng nếu người ấy niệm Phật thì không chỉ có thể tiêu trừ nghiệp tội này, mà còn có thể thoát khỏi luân hồi, vãng sanh cực lạc. Điều này chứng tỏ niệm Phật siêu việt hơn hẳn thế phước trong tam phước. Hai nhỏ, giới phước: thọ trì tam quy đầy đủ các giới, chẳng phạm oai nghi. Công đức giới phước này có thể cứu được người ấy không? Không thể, bởi vì người ấy đã phạm vào ngũ nghịch thập ác. Huống hồ giữ giới hạnh viên mãn hoàn toàn không phải là việc dễ dàng. Quý vị đều đã thọ tam quy, cũng có vị đã thọ ngũ giới, Bồ Tát giới. Tuy thọ giới rồi nhưng giữ giới không dễ, nói chung đều không giữ được trọn vẹn. Thế nhưng niệm Phật thì có thể cứu độ người ấy. Điều này cho thấy công đức niệm Phật siêu việt cả giới phước. Hơn nữa, hạng hạ phẩm hạ sanh là căn cơ tạo ngũ nghịch thập ác. Trong lúc lâm chung, người ấy có thể tu hành phước thế gian không? Có thể tu ngũ giới thập thiện không? Không thể. Người ấy vốn không có thời gian để hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu tập thiện nghiệp đầy đủ các giới. Huống gì căn cơ này dù có thời gian cũng không làm được những việc này.
Thế nên, xét về phương pháp thì đây là phương pháp mà người ấy không làm nổi. Xét về công đức, muốn tiêu trừ tội ngũ nghịch thập ác cũng không thể nào tiêu trừ. Chỉ có thể nương vào câu Nam Mô A Di Đà Phật, bởi vì công đức niệm Phật siêu việt ngũ giới, siêu việt thập thiện. Ba nhỏ, hạnh phước. Phát tâm Bồ Đề, tinh sâu nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả. Điều này có thể tiêu trừ tội ngũ nghịch, thập ác của người ấy không? Cũng không thể. Vì sao? Phát tâm Bồ Đề mới chỉ là nhân địa, ngoài ra còn phải thực hành Bồ Tát Đạo, đọc tụng kinh điển Đại Thừa như Kinh Pháp Hoa, Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Kim Cang, Kinh Địa Tạng, v.v. Muốn đọc những kinh điển này, một mặt người ấy đã không có thời gian, dù cho có thời gian thì cũng không chắc có thể đọc tụng. Huống gì, đọc tụng kinh điển nhiều lắm cũng chỉ tiêu trừ tội nghiệp trong nghìn kiếp, mà tội người ấy phạm lại là ngũ nghịch thập ác, là 80 ức kiếp tội trong sanh tử. Trong khi đó, công đức phát Bồ Đề Tâm, tinh sâu nhân quả, đọc tụng kinh điển Đại Thừa cũng không thể tiêu trừ nghiệp tội của người ấy, không có cách nào độ người ấy thoát khỏi sanh tử trong lục đạo luân hồi. Chỉ có niệm Phật không những có thể tiêu trừ quả báo nơi địa ngục, mà còn có thể cứu độ người ấy xa lìa lục đạo luân hồi, vãng sanh thế giới cực lạc. Nếu không niệm Phật thì người ấy đã bị đọa vào địa ngục rồi. Như trong luận Đại Trí Độ có nói: có chư Bồ Tát tự nghĩ hủy bán Đại Bát Nhã, đọa trong ác đạo, trải qua vô lượng kiếp, dù tu các hạnh cũng không thể tiêu tội. Sau đó gặp thiện tri thức, dạy cho niệm Phật A-di-đà mới được tiêu tội, siêu sanh tịnh độ. Bồ Tát là hàng căn cơ thượng đẳng, tuy tu các pháp môn cũng không thể tiêu trừ trọng tội. Chỉ có chuyên niệm Di-đà không những có thể tiêu trừ trọng tội, mà còn có thể siêu sanh tịnh độ. Huống chi hạng hạ phẩm hạ sanh là hạng độn căn, lâm chung bị khổ bức bách, thì càng phải chuyên niệm danh hiệu Phật A-di-đà. Thế mới biết, chỉ niệm Di-đà tội nặng còn tiêu, huống là tội nhẹ. Nếu không niệm Phật, tội nhẹ khó tiêu, huống là tội nặng. Hạt cát dẫu nhẹ mà chìm đáy biển, đá nặng trên thuyền dẫn đến bờ kia. Đây chẳng lẽ không chứng tỏ công đức niệm Phật siêu việt thế phước, giới phước, hạnh phước hay sao? Hơn nữa, điểm này còn khẳng định chỉ có niệm Phật mới là thiện chân chánh, hơn hẳn 13 pháp quán định thiện, cũng hơn hẳn tam phước trong tán thiện. Từ đó có thể thấy phương pháp niệm Phật rất đơn giản đến mức ngay cả một người phạm ngũ nghịch thập ác như vậy, trong lúc lâm chung đau khổ cùng cực mà cũng có thể niệm Phật được. Thế nên câu Nam Mô A Di Đà Phật mới được tôn xưng là vạn đức hồng danh. Chúng ta đã từng thấy một câu Phật hiệu hay thần chú nào trong kinh điển được tôn xưng là vạn đức hồng danh không? Không có. Chỉ cần nói đến vạn đức hồng danh thì ai cũng biết đó là chỉ cho 6 chữ danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi vì 6 chữ này đã bao hàm công đức của 10 phương 3 thời chư Phật, đã bao hàm tất cả công đức của chư Bồ Tát, cũng bao hàm 84.000 công đức của 84.000 pháp môn cứu độ chúng sanh. Do đó mà 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật này mới được tôn xưng là vạn đức hồng danh. Ngoài ra danh hiệu của Phật, của Bồ Tát khác, thần chú khác đều không được tôn là vạn đức hồng danh. Thế nên chúng ta chỉ cần chuyên xưng danh hiệu Phật A Di Đà, chuyên niệm Phật A Di Đà thì giống như niệm hằng hà sa số chư Phật. Chúng ta niệm 88 đức Phật, niệm 1.000 đức Phật, lễ vạn đức Phật đều chẳng bằng mỗi một niệm xưng Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉ cần chuyên nhất niệm Phật A Di Đà thì đã niệm được 88 vị Phật. Niệm được 1.000 vị Phật, vạn vị Phật, 10 phương hằng hà sa chư Phật. Nếu không chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì 10 phương chư Phật rất nhiều, dù niệm cả đời cũng niệm không hết. Đồng thời chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì được 10 phương chư Phật hộ niệm. Nếu chúng ta niệm Phật khác thì có được 10 phương chư Phật hộ niệm không? Không được.
Do đó chúng ta chỉ cần chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà, dù không niệm danh hiệu mười phương chư Phật, thì cũng như đã niệm danh hiệu mười phương chư Phật, như đã có đủ công đức của mười phương chư Phật, được mười phương chư Phật hộ niệm. Nếu không chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà, thì hoàn toàn không có được những công năng, công đức, công dụng này. Thế nên Đại sư Thiện Đạo nói: các hạnh của ta dù gọi là thiện cũng chẳng thể sánh với người niệm Phật. Sánh là gần giống nhau mới gọi là sánh. Nếu quá sai biệt thì không thể gọi là sánh được. Cũng như trên mặt đất có ngọn núi cao nhất, đó là núi Himalaya. Nhưng dù núi Himalaya có cao bao nhiêu thì chúng ta cũng đều có thể leo lên được. Thế nhưng chúng ta có thể leo lên đến trời cao không? Không thể. Do đó núi dù cao đến đâu cũng không thể sánh với trời. Đại sư Thiện Đạo chính là muốn nói rằng, ngoài niệm Phật ra, hết thảy pháp môn, tam phước, 13 pháp quán định thiện, lục độ vạn hạnh, hoặc xưng niệm, quán tưởng danh hiệu của chư Phật, Bồ Tát, thần chú khác, đây đều là việc tu hành, đều là công đức, nhưng so với việc niệm Phật thì hoàn toàn không thể sánh bằng. Pháp không thể cứu độ, làm sao có thể sánh bằng pháp cứu độ được. 25. Nói rõ định thiện và tán thiện chẳng bằng niệm Phật. Định hay tán đều là để quy hướng về niệm Phật. Đại sư Thiện Đạo giải thích, tuy nói hai môn mà tâm đặt ở chuyên xưng. Ở mục 24 có nói, công năng công dụng của việc niệm Phật là đại lợi vô thượng. Niệm Phật mới là chân thiện và siêu việt cả định thiện và tán thiện. Thực ra trong Quán Kinh, mục đích Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy về định thiện và tán thiện chính là để chứng minh công đức siêu việt của câu danh hiệu này. Nếu vừa mở đầu không nói về định thiện, tán thiện mà trực tiếp chỉ ra công đức, công dụng của câu danh hiệu này thì sẽ khiến người nghe không hiểu được sự cao thấp của vấn đề, vì không có gì để so sánh. Một khi trong kinh đã so sánh thì chúng ta mới hiểu được định thiện và tán thiện hoàn toàn không thù thắng như việc niệm Phật. Mặt khác, việc so sánh ấy là để dẫn dắt người tu định thiện, tán thiện quy hướng về chuyên xưng danh hiệu Phật Di Đà, toàn tâm nương vào sự cứu độ của Phật Di Đà, còn lại thì tùy duyên, tùy phần, tùy sức mà tu tam phước, cho đến tu tập tam học và lục độ, nhưng không dựa vào tất cả công đức này để được giảng sanh Cực Lạc. Vì sao? Một là vì công đức của pháp môn khác không bằng công đức của danh hiệu Phật A-di-đà, có thể cứu độ căn cơ hạ phẩm hạ sanh. Hai là vì bản thân của câu danh hiệu A-di-đà Phật đã đầy đủ công đức tam học lục độ và trăm nghìn đà la ni. Chỉ cần xưng niệm danh hiệu A-di-đà, chứ không cần sự cứu độ của các pháp môn khác. Do đó mà hai hạnh định thiện và tán thiện hồi hướng giảng sanh trong Quán Kinh được kết thúc bằng hạ phẩm hạ sanh. Dù trong đó có đưa ra quan niệm về 13 pháp quán và thượng phẩm, trung phẩm quy hướng về niệm Phật, nhưng đến phần lưu thông trong Quán Kinh lại kết thúc bằng bản nguyện xưng danh, chẳng có định thiện, chẳng có tán thiện. Nếu có người niệm Phật thì phải biết người này là hoa phân đà lợi trong loài người. Bồ Tát Quán Âm Thế Chí làm bạn lành với người này. Người này sẽ ngồi đạo tràng, sanh vào nhà chư Phật. Lại nói, Đức Phật bảo A Nan, ông hãy khéo thọ trì lời này. Thọ trì lời này tức là trì danh hiệu Phật vô lượng thọ. Đại sư Thiện Đạo giải thích, người niệm Phật là người tốt, người rất tốt, người tuyệt vời, người hiếm có, người cao quý nhất trong loài người. Ở trên tuy nói về lợi ích của định thiện và tán thiện, nhưng lại đặt trọng tâm nơi bản nguyện của Phật và hướng chúng sanh đến việc nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà. Đến đây thì điều cốt yếu của toàn bộ Quán Kinh mới được sáng tỏ như ban ngày. Đó chính là định thiện và tán thiện chẳng bằng niệm Phật. Định thiện hay tán thiện cũng đều quy hướng về niệm Phật.
26. Nói rõ công đức niệm Phật hơn hẳn định thiện và tán thiện, bởi vì niệm Phật giảng sanh, sanh về báo độ siêu việt cấp bậc phẩm vị. Chỉ cần niệm Phật thì có thể sanh thẳng về báo độ, không còn ở trong cấp bậc phẩm vị. Ý nghĩa của câu này rất sâu xa, mầu nhiệm. Nếu không giải thích thì mọi người sẽ rất khó hiểu. Ý nghĩa này mới chính là điểm đặc sắc trong tịnh độ chân chính và của pháp môn tịnh độ thuần chánh. Trong Quán Kinh có đề cập đến giai vị của chính phẩm. Thế thì niệm Phật thuộc phẩm vị nào? Niệm Phật thì siêu việt mọi phẩm vị. Vì sao? Vì chính phẩm thì có thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Thượng phẩm lại chia làm ba phẩm, trung phẩm cũng chia làm ba phẩm, hạ phẩm cũng chia làm ba phẩm. Chúng sanh sanh ở thượng phẩm là căn cơ gì? Là căn cơ hạnh phước trong tam phước. Họ có thể phát tâm bồ đề, tin sâu nhân quả, đọc tụng kinh điển đại thừa, khuyến tấn hành giả. Mặc dù người ấy chưa dứt sạch tham sân si, nhưng vì đã ngộ được pháp môn đại thừa, tùy theo hạnh thiện đã tu tập nhiều hay ít, cao hay thấp mà hồi hướng để vãng sanh về thế giới cực lạc. Hạnh tu cao thì được sanh về thượng phẩm thượng sanh, hạnh tu thấp thì sanh về thượng phẩm hạ sanh. Do đó, chúng sanh thượng phẩm là chúng sanh thực hành hạnh phước trong tam phước rồi hồi hướng mà vãng sanh. Còn chúng sanh tu giới phước trong tam phước chính là thọ trì tam quy đầy đủ các giới, chẳng phạm oai nghi. Chúng sanh như vậy dù chưa đoạn trừ tham sân si, vẫn còn đầy đủ tam độc. Nhưng người ấy đem công đức tu tập giới phước để hồi hướng vãng sanh về thế giới cực lạc thì sẽ được sanh về trung phẩm thượng sanh hoặc trung phẩm trung sanh. Thế nên, bậc thượng phẩm gặp được pháp môn đại thừa, tu tập pháp môn đại thừa, hồi hướng vãng sanh thì sẽ có được quả báo đại thừa nơi thượng phẩm. Nếu gặp pháp môn tiểu thừa, tu công đức tiểu thừa hồi hướng vãng sanh thì sẽ sanh về trung phẩm trung sanh hoặc trung phẩm hạ sanh. Vậy hàng trung phẩm hạ sanh là chúng sanh thế nào? Là những người không gặp được Phật Pháp, chỉ là những người giữ nhân luân đạo đức, ví như thực hành tam cương ngũ thường, tứ duy bát đức, hoặc là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm không giết hại, tu mười nghiệp lành. Dù người ấy chưa quy y, chưa thọ ngũ giới, cũng chẳng biết đến tam bảo Phật, Pháp Tăng, nhưng khi lâm chung gặp được thiện tri thức nói cho người ấy nghe sự nguy hiểm của lục đạo luân hồi, chỉ cho họ biết có thế giới cực lạc có thể vãng sanh, người ấy nghe rồi liền đem hết hạnh thiện trong cả đời hồi hướng để được vãng sanh về thế giới cực lạc. Như thế thì người ấy thuộc giai vị trung phẩm hạ sanh. Thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh cũng vậy. Trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm hạ sanh cũng vậy, cũng đều là lấy nhân tương đối để hồi hướng mà được quả tương đối. Vậy thì niệm Phật, người đang nguyện sanh Di Đà tịnh độ, chuyên xưng danh hiệu Phật A Di Đà như chúng ta đây, thuộc về phẩm vị nào? Công đức niệm Phật siêu việt thế phước trong các thiện ở thế gian, cũng siêu việt giới phước trong tam quy ngũ giới, cũng siêu việt hạnh phước trong tam phước. Cho nên niệm Phật là siêu việt phẩm vị, cũng chính là nói rõ niệm Phật vãng sanh, sanh về báo độ, siêu việt cấp bậc phẩm vị đã được nhắc đến trên tiêu đề của điểm này. Vì sao? Vì có nhân thì chắc chắn có quả. Công đức của danh hiệu là đại lợi vô thượng. Chúng ta lấy niệm Phật làm nhân thì quả đương nhiên cũng là công đức đại lợi vô thượng, vô lượng, vô biên, bất khả tư nghị. Có người hoài nghi, rõ ràng trong Quán Kinh nói có chính phẩm, nhưng niệm Phật được liệt vào hạ phẩm. Vậy mà sao lại nói niệm Phật siêu việt phẩm vị? Ở đây tôi xin đưa ra bốn ý để giải thích về điều này. Một nhỏ, ý nhiếp cơ. Trong Quán Kinh nói có chính phẩm, mục đích là muốn dùng chính phẩm này bao hàm tất cả phàm phu thiện ác, trên từ đại thừa cực thiện, dưới đến ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp đều có thể nương nguyện lực Phật mà giảng sanh.
chứ không phải nói người niệm Phật chắc chắn phải rơi vào hạ phẩm. Ý nghĩa của chính phẩm trong Quán Kinh và Tam Bối trong Đại Kinh tương đương nhau, chỉ là khai hợp bất đồng. Nếu niệm Phật mà chắc chắn phải ở trong hạ phẩm, thì vì sao Thượng Bối, Trung Bối, Hạ Bối trong Đại Kinh đều nói nhất hướng chuyên niệm Phật vô lượng thọ? Nếu Tam Bối đều nói nhất hướng chuyên niệm, thì đó chính là để chứng minh bản thân niệm Phật là tổng nhiếp muôn cơ, siêu việt phẩm vị, không nằm trong phẩm vị. Tam Bối cửu phẩm cũng chỉ phản ánh căn cơ thiện ác vốn có của chúng sanh mà thôi. Hai nhỏ, ý hiển thắng. Vậy thì trong Quán Kinh vì sao chỉ nói niệm Phật trong hạ phẩm? Bởi vì chúng sanh hạ phẩm đều là hạng căn cơ tạo nghiệp ngũ nghịch, thập ác, phá giới, không cách nào cứu, không có hy vọng giải thoát. Chỉ có niệm Phật mới có thể cứu họ thoát khỏi ba đường ác, xa lìa sáu nẻo luân hồi, nên mới đem môn niệm Phật đặt vào hạ phẩm. Trong hạ phẩm hạ sanh, khai diễn môn niệm Phật là để chứng tỏ công đức niệm Phật thù thắng rộng lớn, chứ không phải nói niệm Phật thì rơi vào hạ phẩm hạ sanh. Ngược lại, ngay nơi hạ phẩm hạ sanh mới làm sáng tỏ được công đức niệm Phật siêu việt tam phước cửu phẩm. Vì ý nghĩa sâu xa như thế nên mới nói niệm Phật siêu việt phẩm vị. Ba nhỏ, ý ức chỉ. Niệm Phật vốn dĩ siêu việt phẩm vị thuộc định thiện và tán thiện, nhưng người hạ phẩm hạ sanh là người ác. Người ác niệm Phật tuy cũng được vãng sanh, nhưng phải nói sanh về hạ phẩm là vì có ý muốn ngăn ngừa tạo ác, phải làm thiện mà niệm Phật. Bốn nhỏ, ý tùy tha. Phật nói pháp có ba loại: tùy tha ý, tùy tự ý, tùy tự tha ý. Nghĩa là bộ Quán Kinh này là do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tùy thuận sự thỉnh cầu của phu nhân Vi Đề Hy mà nói. Phu nhân Vi Đề Hy vẫn luôn cho rằng giảng sanh tịnh độ cực lạc, công đức định thiện là thù thắng nhất, cho nên chỉ thỉnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói về pháp quán định thiện mà không hề để tâm nơi xưng danh niệm Phật. Đây cũng chính là thái độ của hầu hết mọi người, luôn cho rằng công đức định thiện thù thắng nhất, kế đó là tán thiện, còn niệm Phật chẳng qua chỉ là xưng niệm ngoài miệng mà thôi, là công đức kém nhất so với công đức định thiện và tán thiện. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đem lòng đại từ, đại bi, đại trí, đại huệ, thuận theo ý của phu nhân Vi Đề Hy, ở phần Chánh Tông nói về 13 loại định quán, nhập định quán tưởng. Sau đó Ngài mới nói việc hồi hướng tam phước tán thiện vãng sanh về thượng phẩm tam sanh, trung phẩm tam sanh. Cuối cùng Ngài nói đến hạ phẩm tam sanh, dù tất cả định thiện tán thiện cũng không thể cứu được. Rồi Ngài nêu lên sự thù thắng siêu việt tuyệt đối duy nhất của việc niệm Phật, để dẫn dắt tất cả người tu hành định thiện và tán thiện đều trở về với pháp môn niệm Phật. Cho nên Đại sư Thiện Đạo nói: Đức Phật dạy tất cả chúng sanh căn tánh bất đồng, có cao có thấp, tùy căn tánh ấy Phật đều khuyên dạy chuyên niệm danh hiệu Phật vô lượng thọ. Đến lúc người ấy mạng chung, Phật và thánh chúng tự đến tiếp dẫn, đều được vãng sanh. Nói một cách chi tiết, niệm Phật đặt ở cuối phần hạ phẩm hạ sanh là do Đức Phật phương tiện thuận theo ý người khác, tùy tha ý để dẫn dắt, chứ hoàn toàn không phải niệm Phật thì nhất định sẽ sanh về hạ phẩm tam sanh, thậm chí là hạ phẩm hạ sanh. Nếu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hoàn toàn theo ý mình, tùy tự ý mà nói, thì phải trực tiếp nói niệm Phật vãng sanh, chứ không phải nói đến cấp bậc, giai vị, mà phải là siêu việt giai vị. Tiểu kinh là Phật vô vấn tự thuyết, cũng chính là kinh điển tùy tự ý mà nói. Trong đó, Ngài đem tất cả công đức của định thiện và tán thiện chuyển xuống thành thiểu thiện căn phước đức. Không thể vãng sanh mà chỉ có niệm Phật mới có thiện trong thiện, phước trong phước. Niệm Phật mới là đa thiện căn, đại thiện căn tối thắng, thiện căn bất khả tư nghị và nhất định được vãng sanh.